Chào bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm ảo thuật tàng hình bằng một cái ứng dụng trên điện thoại. Thấy một bạn trên TikTok chia sẻ cái video các bạn ấy làm tàng hình ngồi trên cái ghế á, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm ảo thuật đó như thế nào. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình là một miếng vải hoặc cái khăn màu xanh nha các bạn, không nhất thiết là màu xanh, các bạn có thể dùng màu vàng hoặc là màu đỏ nha các bạn, miễn sao mà cái miếng vải này nè nó không có trùng với những cái màu của trên cơ thể của mình á, với cái background á làm sao nè, cái nền nó làm sao. Các bạn chọn cái vị trí là chích tường á, mình cho nó một màu cho nó dễ tách nền. Đây giờ mình sẽ làm thử mà cái video cho các bạn xem á. Đây miếng vải xanh nè, giờ mình sẽ làm nó tách cái nền, cách cái miếng vải màu xanh nè nó biến mất nè, đó biến mất nè các bạn, đó rồi tàng hình lên đó là họ không thấy luôn các bạn. Rồi mình hướng dẫn cho các bạn nha. Đầu tiên các bạn cố định cái máy quay của bạn một vị trí cố định nha các bạn, là không có nhúc nhích cái không có để cái khung hình nó bị rung nha các bạn. Đó bạn để một vị trí cố định như thế này. Nếu các bạn có cái chi tiót ba chân thì các bạn dựng, hoặc là bạn dùng cái gậy tự sướng mà cái loại có tiót ba chân các bạn bung ra, bạn dựng cố định như thế này. Rồi các bạn chụp cho mình một cái tấm, các bạn chọn một cái nền đúng nha, cái nền là cái vách tường đó, cái nào mà có một màu á, nó không trùng cái màu đó, cho mình dễ, khi mình dễ làm mình dễ tách. Rồi đầu tiên các bạn chụp cho mình một tấm ảnh, giữ nguyên cái vị trí ảnh nha các bạn, vị trí cái điện thoại nha, chụp một tấm hình đó là mình làm cái bắt dao nha các bạn. Cái tấm hình đó là mình bắt dao nằm ở dưới. Rồi sau khi đó các bạn sẽ làm video, các bạn sẽ bấm vào nút quay đó, bấm vào nút quay nha các bạn. Rồi các bạn giờ đó các bạn cầm cái miếng vải xanh nè các bạn, vải xanh màu vàng hoặc là màu đỏ mà các bạn đứng ở trong đó, các bạn biểu diễn rồi xong rồi các bạn tách, bạn đưa vô ứng dụng mà hay là máy đầu bạn tách. Đầu tiên các bạn vào CS Play, các bạn tìm ứng dụng đó là KinMaster nha các bạn, ứng dụng chỉnh sửa video, các bạn cài đặt ứng dụng như về nha các bạn. Rồi các bạn mở cái ứng dụng KinMaster lên, các bạn bấm vào cái dấu cộng để tạo gờ z, chọn cái khung hình tùy theo bạn video của bạn quay, mình chọn là 16.9. Các bạn vào phương tiện, các bạn thêm cái background trước nha các bạn, thêm cái background của cái video trước, background mà nó nằm sau một cái ảnh chụp á, mình chụp đầu tiên á đó. Đó mình kéo cho thời gian nó dài dài ra là 24 giây nha các bạn. Đó rồi các bạn vào lớp, các bạn chọn về phương tiện, chọn cái video mà mình cầm miếng vải màu xanh nha các bạn. Đây các bạn zoom cho nó vừa cái khung hình, rồi đó bạn, nó chồng lên nhau các bạn. Rồi các bạn bấm vào cái dấu tít trên góc phải. Rồi đây là cái miếng vải màu xanh nè bạn, các bạn lít vào cái miếng vải nghe, cái video nằm ở dưới nè bạn, lít vô video, các bạn bấm vào dấu ba chấm, tìm đến cái mục xóa phông nền nha các bạn, phím chroma như này các bạn, đó các bạn bật nó lên. Rồi bạn chọn vào cái màu phim nè các bạn chọn cái phông xanh tùng với cái tấm màn mà mình cầm á các bạn, đó rồi các bạn điều chỉnh này nè cho nó độ mờ, nó thông suốt của cái phông đó. Đó cái miếng vải màu xanh đó, tất cả cái màu và màu xanh đó là nó sẽ là xóa hết, nó lọc hết thông suốt như miếng vải thông suốt đó, nó xóa rồi bạn. Đây mình đang chỉnh công trình gì, chỉnh sửa video nên màu nó hơi lem lem nha các bạn, đó mà thấy cảm giác nó lem lem. Bây giờ mình chỉnh tới cái miếng vải màu vàng nha các bạn,
Rồi mình cắt một cái đoạn, cắt cái đoạn video cái phân chính giữa đây, rồi mình chỉnh cái tế miếng dẻ màu vàng. Các bạn nhấp vào cái video nha, dưới nha các bạn. Các bạn cũng chọn vào cái dấu dưới đây nè. Nếu các bạn muốn làm bên về, các bạn bấm vào dấu ba chấm đây nè, bạn tìm đến cái phần phím chroma nè các bạn, bấm vô màu vàng nha các bạn. Nó này điều khiển cái biên độ nha bạn, chỉnh xe dưới nè, nó miếng dẻ màu vàng nó biến mất rồi, nó thông suốt nè đó. Các bạn chỉnh cái background nè, vừa cái video mà khi bạn bạn làm xong đó, nó vừa cái background, rồi các bạn xuất ra, các bạn xuất ra, các bạn bấm vào cái mục chia sẻ bên đây nè các bạn, đó xuất và chia sẻ, nó chọn chất lượng 720 hoặc là 1.0, bạn bấm export là nó tự động nó xuất video ra cho bạn.